thường gì hả? Rồi con lấy cái nào? Con cắt cái kia hả? Rồi con lấy cái này. Trái mà đá 4 đồng 99. Còn cái fresh, cái tươi á thì 2 đồng 99. Cái tươi ngon, thơm ghê. Cái viên chi nó 1 thao là 5 đồng 99. Cái bên là 10 đồng 99 một cái này. Một cái này có khoảng 6 trái thôi. Dạ, con lựa cái nào được. Dạ, không được. Con lấy này đi ha. Thôi con lấy cái này đi. Giá này là 10 à. Bên kia là giải. Còn đây hồng khô. Hồng khô 4 đồng 99 một thao. Cái giải là 3 đồng 99 một thao. Cắt vô sắp hơn mùa rồi. Hè hè rồi đó. Đây nguyên thùng nè. Một thao, cái này chắc một cỡ cái 2 thao luôn. Chắc cỡ đó. Lấy bạch nha. Dạ, lấy bạch đi. Không biết là món gì ăn. Ở đây dắt lấy nước ra thấy đây ta, ta mua nhiều chỗ này xá lị, có nhiều loại xá lị hả? Còn đây là táo, đủ loại táo hết. Cái cây một cái nhiều lắm, lắm to để chỗ nó rồi. Lấy con này thấy con còn hết con máu rồi. Ừ. Cua nhiều lắm. Ốc rồi rồi. Con này nó chết rồi, nó không có được tươi, ngâm đá thôi à. Móng tay nè, 6 đồng 99 thao, quá chừng lội luôn. Tôi với mẹ đang so con nào bự hơn. Đừng rớt á. Nó nứt nứt luôn. Còn sống á. Tôi thích ăn con này lắm á. Nướng mỡ hành á, mẹ làm ngon á. Là mấy bạn thấy con cua, cua đá nhiều lắm. Tôi với mẹ nghĩ là sẽ lấy một con cá chiên rất là tươi. Cá mập à, cá mập con á. Đó là cá đuối thôi nè. Hôm nay tôi chính thức không giảm cân nữa nha mọi người.
Hôm nay là một ngày không giảm cân nha. Lâu lâu cho tôi thỏa niềm ước mong. Đây là mấy bà sầu riêng. Ngon ơi là ngon luôn. Tôi thích ăn mấy cái nhỏ nhỏ này nè. Nó không có hột á. Nhai nhai đã lắm. Mấy cái rìa, cái viền của trái sầu riêng á là nó có trong đó đó. Ngon ơi là ngon luôn. Cái này là thịt của sầu riêng hai trái á, hai trái bự thì khoảng gần 100 đồng. Ngon ơi là ngon luôn. Tôi quay cận cảnh cho mấy bạn xỉu, đặc biệt là vào ban đêm á. Đứa nào đứa nấy nó mập ú nù luôn. Khà khà. Nhiều khi mình nghĩ mình ác thiệt luôn á. Đó. Bây giờ tôi lượm mấy miếng nhỏ trước nè. Tôi ăn nè. Trời ơi nó ngọt. Rất thơm luôn á. Lượm mấy miếng rìa. Nhai. Mấy miếng rìa ngon ghê á. Ngọt ghê sợ luôn.